Nếu như sông Hàn biết nói, sông sẽ nói gì? Sẽ kể câu chuyện về Đà Nẵng, nơi dòng sông đã chứng kiến suốt bao năm qua. Kể về một Đà Nẵng hào hùng bất khuất, một Đà Nẵng kiên cường lấy lại hào quang của thương cảng năm xưa. Dòng sông sẽ kể về câu chuyện của những du khách khi lần đầu đến với biển Mỹ Khê, lần đầu xem cầu rồng phun nước phun lửa, lần đầu ngồi trên cáp treo lên với đỉnh Thiên Bà Nà, lần đầu tới cầu vàng, cây cầu mang Việt Nam ra với thế giới và mang thế giới về với Việt Nam. Dòng sông sẽ kể câu chuyện về vũ điệu ánh sáng, của những chùm pháo hoa DIFF rực rỡ sắc màu, của những bến cảng phồn hoa tấp nập, những tổ hợp năng động bộc lên song hành cùng nhịp sống tươi vui của thành phố, đón chọn từng lớp cư dân tinh hoa bản địa, trí thức khắp cả nước, bạn bè thế giới đến giải trí, nghỉ dưỡng, an cư. Và một trong số đó gọi tên Sun Symphony Residence, nốt son ngân vang trong bản giao hưởng bên dòng sông ánh sáng. Sun Symphony Residence nằm trong thế đất Minh Đường Tụ Thủy, đón nhận trọn vẹn ưu đãi của thiên nhiên dành tặng Đa Thành. Khi có đủ sông, núi, biển, rừng, tạo nên một địa thế phong thủy sinh khí tụ lộc. Một mặt sát sông Hàn, một mặt giáp đường Trần Hưng Đạo, Sun Symphony Residence bao gồm hai phân khu cao tầng The Symphony với 3 tòa tháp S1, S2, S3 và phân khu thấp tầng The Sonata. Thừa hưởng tọa độ hoàng kim từ dự án,